và Quy Đồng Đạo. Tiếp theo bài Khuyên Đừng Giết Thú. Tôi xin thành lòng đọc lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Muôn loài nào khác chi ta, cũng tìm sự sống lánh xa tai nạn. Có cha mẹ, có họ hàng, kết bè sanh hoặc hiệp đàn siêng năng. Ta đừng giết nó mà ăn, cũng đừng bắt nó trói chăn giam cầm. Bảy câu trước đọc mưu ngầm, làm cho chúng nó âm thầm đớn đau. Là bài dân giác xôn xao, lại e cái nạn thất giáo hầu gần. Mình có thân nó cùng có thân, nỗi mình giết nó trái cân không bằng. Lắm mình cảnh ấy khổ chăng, và như có kẻ bất phân chung mình. Mẹ cha cô bác thảm tình, xót xa đã lắm bất bình biết bao. Ruột già ai cắt chẳng đau, tình thương ai dứt chẳng đau gan vàng. Nếu ta suy ngày kỳ càng, tình này cảnh ấy rõ ràng tương thân. Làm người ta có lòng nhân, hãy khởi tánh Phật lòng lòng sáng ra. Người cùng muốn vật một nhà, ta là anh chị chúng là đàn em. Khôn hơn ta phải xét xem, trong nôm giúp đỡ đàn em dài khờ. Khi lâm nạn chúng bao giờ, mau tài tiếp cứu chờ ngơ mắt nhìn. Thấy ai giết thác sân linh, lấy lời khuyên dạy dụng tình càng ngăn. Thâu kia nó cũng là thân, cùng xương cũng thịt có phần như ta. Đánh đau chung nó kêu la, tiếng rên đứt ruột tim la sẽ lòng. Tánh lên người giật cùng đồng, xuống tay bao nở cầm lòng sao đáng. Thân ta thì muốn cho thân kẻ khác lại tôi.
cùng kẻ yêu ra quái dở dằn. Nếu ta biết lẽ công bằng, biết câu phước tội, biết căn luân hồi, chẳng nên giết nó đành rồi, cũng đừng hành hạ tỏ lời dạy khinh. Chẳng cho chúng khổ vì mình, mở lòng thương xót tấm hình hài kia. Đừng làm chúng nó chia lìa, con này xa mẹ vợ kia cách chồng. Đừng bại các cổ nhổ lông, việc làm cũng phải dự phòng về sau. Dây quan ai lại buộc vào, kiếp này gây nợ kiếp nào trả xong. Muốn cho mình được thông dong, đừng là kẻ khác khổ lòng làm chi. Chớ vì một chút sân si mà chạy cuốn lôi. Muốn ra khỏi biển luân hồi, quả kia phải hái cho rồi đừng gieo. Dần chân là nhân tai thì nghiệp chẳng đeo bên mình. Ai ôi nên khá dự dình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.